Siêu thị máy tính chữ ăn kha xin chào. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một sản phẩm của Dell, đó là Dell Voxel V5468 VTi5019W phiên bản màu vàng và màu xám. Có một thiết kế vô cùng sang trọng làm ngây ngất những người dùng khi vô tình chạm vào. Dell Voxel V5468 này chính là một kiệt tác được Dell hoàn thiện về thiết kế góp phần thổi vào thị trường laptop trung cấp một làn gió mới. Chiếc máy tính này sẽ rất là phù hợp với những bạn sinh viên kinh tế, những người dùng văn phòng mà hay phải di chuyển nhiều. Về tổng quan bên ngoài, không giống như các mẫu thiết kế khác bo tròn mềm mại của các hãng laptop đến từ châu Á như Asus, Acer, MSI hay là Lenovo, Dell vẫn luôn trung thành với một thiết kế đó là góc cạnh vuông vức, được cắt vát cứng cáp tạo vẻ nam tính và mạnh mẽ cho sản phẩm. Chất liệu của vỏ ngoài Dell Voxel V5468 được làm bằng nhôm, bề mặt nhám nhưng mịn, sờ vào rất là thích tay. Các khớp nối giữa màn hình và thân máy thì rất là chắc chắn. Cạnh thì được làm mỏng tối đa và cách bố trí các chi tiết rất là hợp lý. Bàn phím rộng rãi thiết kế nhẹ chỉ khoảng 1,59kg cùng với một màn hình nhỏ vừa phải 14 inch có khả năng chống lóa. Về các tiện ích kết nối, laptop Dell Voxel V5468 có đầy đủ các cổng kết nối như Wi-Fi, mạng LAN tốc độ cao thuộc hàng gigabit, cổng HDMI để kết nối với TV, máy chiếu. Máy có hai cổng USB 3.0 ở cạnh trái cùng với một jack cắm tai nghe tích hợp microphone. Còn cạnh phải bạn sẽ có được một khe đọc thẻ nhớ máy ảnh đa năng, một cổng USB 3.0 nữa và sau cùng là một cổng VGA dành riêng cho những ai hay phải thuyết trình với máy chiếu. Dell Voxel V5468 này dành cho người dùng trung cấp được trang bị một thời lượng pin là 3 giờ với một dung tích là 3 cell. Pin được gắn liền trong máy nhưng tất nhiên là bạn vẫn có thể thay thế. Phần đáy máy có một giải thông gió rộng nhằm giúp cho máy luôn mát khi sử dụng nhiều giờ liền. Song song với nó đó chính là giải cao su có độ bám tốt để đỡ máy khi làm việc ở trên bàn. Hai loa được bố trí ở hai bên rìa. Phần bàn phím theo trải nghiệm thực tế của An Khang cho thấy thì rất là êm tay. Với chức năng bảo mật vân tay thì bạn có thể bảo vệ được dữ liệu của mình an toàn khi làm việc ở những nơi đông người. Bàn di chuột rộng rãi, cảm giác vuốt chạm rất là mượt mà và có thêm viền cắt kim cương trông rất là đẹp mắt và sang trọng. Xét về cấu hình của máy, Dell Voxel V5468 VTi5019W này được trang bị một CPU Core i5 xung nhịp là 2,5GHz. Dòng thế hệ mới nhất Kaby Lake cho khả năng tiết kiệm điện năng rất là cao. Một RAM ở mức 4GB công nghệ DDR4, tốc độ cao là 2400MHz. Ổ cứng tiêu chuẩn là 500GB. Windows 10 bản quyền cũng giúp bạn chạy ổn định và an toàn hơn trên Internet. Dell Voxel V5468 có hai phiên bản với kiểu dáng và cấu hình giống hệt nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Chiếc máy tính trên tay của chúng tôi đó là tông màu vàng gold bắt mắt và sáng trọng. Phiên bản còn lại của máy đó chính là màu bạc nhẹ nhàng và thanh lịch. Cả hai đều có mức giá tương đương, tùy bạn lựa chọn. Như vậy là một chiếc laptop cấu hình trung cấp mạnh mẽ, đủ dùng cho sinh viên khối kinh tế và dân văn phòng. Điểm nổi bật mà Dell Voxel V5468 mang lại cho bạn khi sở hữu đó chính là thể hiện được đẳng cấp và dễ dàng di chuyển mang đi mọi nơi mà bạn thích. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Bạn có thể click vào đường link ngay phía dưới video hoặc là truy cập vào website ankhang.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại!